Today, our topic will be the happiness meditation, or actually is mastering tanha emotion. Thưa đại chúng, ngày hôm nay, cái đề tài chúng ta tu học sẽ là thiền hạnh phúc. Mà đúng thực sự ra là chúng ta điều khiển được cảm xúc rung động. Cách nào chúng ta quản lý điều khiển cảm xúc rung động? You see the surface of the Buddha, and you know that all the existing suffering is just because of the emotion. Các bạn nhìn thấy gương mặt của Đức Phật ở bất cứ tôn tượng nào cũng vậy, đều có một sự tĩnh lặng. Đó là không vui quá, không buồn quá, sự tĩnh lặng. Và trong cuộc sống chúng ta, Đức Phật đã dạy mọi sự đau khổ đều do sự cảm xúc. Bởi vì không biết sự cảm xúc, cho nên phản ứng lại sự cảm xúc một cách vô thức, để rồi phải chịu đau khổ. Therefore, the another side of the suffering, actually unhappiness, or we don't know, we don't have the knowledge of the happiness. Bởi vì bề trái của cái sự khổ đau là không có hạnh phúc, cho nên mới khổ đau. Và vì chúng ta không biết, cho nên chúng ta khổ đau. Sự vô minh, hay là nói là không biết, nó dẫn tới sự khổ đau. There is no happiness apart from the Dhamma. Sukha Janavina Dhamma. Đức Phật dạy rất rõ, không có cái hạnh phúc nào ngoài trừ pháp. Tức là các pháp sanh thì có hạnh phúc, các pháp diệt thì hạnh phúc mất. Cho nên sự hiểu biết về pháp rất là quan trọng. Emotion is one kind of the Dhamma. Và nhìn theo góc cạnh đấy thì các sự rung động, xúc cảm đều là pháp. There's always conflicts of minds. Conflict of interest exists because the happiness is in perceived expression of the desire, where thus goodness is treated as suppression of the desire. Luôn luôn có sự xung đột trong nội tâm. Sự xung đột trong nội tâm xảy ra vì có sự phân biệt. Sự phân biệt gì đây thưa chư vị? Vì sự phân biệt của tâm thức nói rằng hạnh phúc là sản phẩm của sự tham muốn. Khi tham muốn được thỏa mãn thì thấy có hạnh phúc. Trong khi đó, sự tử tế cao thượng lại là sự chấm dứt của sự ham muốn. Cho nên luôn luôn có sự xung đột giữa sự thỏa mãn sự cái ao ước và một cái sống một cách cao thượng. Sống một cách cao thượng là đè nén tất cả những cái khao khát. Trong khi hạnh phúc là tìm cách thỏa mãn những sự khao khát. Cho nên nó có sự hiểu lầm và đưa tới sự xung đột, dẫn tới sự xung đột của nội tâm. I give you the picture so that you can see two tigers fighting each other, crossing the fight. Đây là bức hình mà sư đưa cho quý vị thấy là hai con sư tử giận dữ nhau. Và trong khi nó giận dữ, nó băng qua một cánh đồng lửa. Cánh đồng lửa đó là tâm sân. Khi đã có tâm sân rồi thì dẫu là cùng đồng loại, cùng một thứ vẫn sân sát nhau như thường. Mother and son can kill each other simply because of the anger through the fire. Mẹ giết con hay con giết mẹ, chuyện nó xảy ra ở trong xã hội rất là bình thường. Tại vì khi nó sân lên, nó bước qua đống lửa, nó không có cần biết. Hai con sư tử cùng đồng loại mà có thể giết nhau thông qua đống lửa chỉ vì cảm xúc dục lạc. Cảm xúc, phản ứng theo cảm xúc, không có suy tư. So vacillation, cognitive dissonance. Should I be happy and bad? Or should I be good and unhappy? Thế thì câu hỏi thường thường dẫn tới chúng ta có sự xung đột trong nội tâm là tôi có nên hạnh phúc và bị tồi, xấu? Hay là tôi nên trở thành tốt và không có hạnh phúc? Luôn luôn có sự tranh đấu trong nội tâm. There's always conflict of interest and always a conflict of desire.
On the one hand, you want to be happy. But if you want to be happy, you try to satisfy your happiness. And of course, by any means, you engage in a misbehavior or immoral conduct. On the other hand, you want to be better. You want to be living harmoniously. And of course, you are not happy. Thường thường, theo cái sự định nghĩa của thế gian, người ta đều nói rằng nếu tôi muốn hạnh phúc thì tôi trở thành xấu. Tại vì tôi cần thỏa mãn những cái khao khát, khát ái của tôi, cho nên trong những đời sống hàng ngày, thân khẩu ý và những cái tư tưởng, việc làm, nó đều muốn thỏa mãn những cái khát ái. Và nếu muốn thỏa mãn những khát ái thì nó không còn là cao thượng nữa. Và nếu như tôi muốn trở thành con người cao thượng thì tôi phải rũ bỏ hết, thì đương nhiên cả hạnh phúc tôi cũng phải rũ bỏ nữa, tôi mới trở thành con người cao thượng. Cho nên luôn luôn có sự xung đột giữa một bên là hạnh phúc nhưng mà là xấu xa, một bên là cao thượng nhưng mà lại không có hạnh phúc. So what is happiness? Thế thì câu hỏi ở đây, hạnh phúc là cái gì? Ý nghĩa là cái gì mà có sự xung đột như vậy? Chúng ta phải nhận biết để chúng ta giải quyết. Otherwise we will be confused. Sometimes we think to meditate is to gain the happiness, not to suffering. But then you say, when you sit for meditation, what you earn or experience only the suffering. Cho nên nhiều người nghĩ rằng trước khi đi ngồi thiền, họ nghĩ rằng ngồi thiền thì sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà ngồi rồi đau quá thì lại không có hạnh phúc. Cho nên nó có sự xung đột trong nội tâm. Một bên là cao thượng, sống cao thượng, rũ bỏ hết những tham muốn để được, và dĩ nhiên trong đó có hạnh phúc. Mà một bên thỏa mãn những cái khát ái về hạnh phúc thì trở thành ra con người phục vụ cho sự khát ái. Cho nên nó có hai tư cách. Và bởi vì người ta không hiểu hạnh phúc là gì, hạnh phúc từ đâu đến, xây dựng cái hạnh phúc, yếu tố của hạnh phúc là cái gì, cho nên người ta tạo nên cái trạng thái đó. In meditation, we have the same conflict. On the one hand, we want to achieve the liberation, a happiness, a full happiness, a blissful happiness. We can sit down for meditation long, long way, long, long time. Nếu chúng ta có nghĩ cái mục đích, chúng ta đặt ra một cái mục đích cho chúng ta là chúng ta muốn có hạnh phúc của sự giải thoát, muốn có hạnh phúc của cái sự không bị ràng buộc, và chúng ta có nỗ lực ngồi thiền càng lâu càng tốt để vượt qua tất cả những cái khó khăn trở ngại, những cái đau đớn của thân. Và vì khi vượt qua như vậy thì chúng ta hy vọng rằng có đặt cái mục đích nó là hạnh phúc thì nó phải vượt qua những cái đau khổ. Nhưng mà khi chúng ta ngồi thiền thì thực tế nó rất là đau, và chúng ta cảm thấy chán nản là nó không có hạnh phúc. Nó đau quá, nó không có hạnh phúc. Cho nên muốn từ bỏ đó. Luôn luôn có hai cái điều đó dằng co ở trong cái tâm chúng ta. Cái năng lượng nó luôn luôn dằng co. So the real nature of the conflict, when you look at it, is just a battle between the brain and the heart. Nếu chúng ta phân tích cho kỹ, thì chúng ta sẽ thấy đây là cái cuộc tranh đấu. Tranh đấu gì đây thưa các bạn? Tranh đấu giữa cái bộ não và cái trái tim. The battle between the consciousness and the unconsciousness. Nói đúng ra thì thực sự đó không phải trái tim và cái bộ não, mà đây là cuộc chiến đấu giữa cái ý thức và cái vô thức. The battle between ignorance and wisdom. Và nói sâu hơn nữa thì cũng không phải là ý thức cái vô thức, mà đây là cuộc chiến đấu giữa vô minh và tuệ giác. Vô minh và tuệ giác. And if you go deeper level, you will see that's not the battle between the ignorant and the wisdom, but it's a battle between the dream of existence and awakening from the experience. Và nếu chúng ta nhìn sâu hơn nữa qua cái tầng gọi là tầng tiềm thức sâu hơn nữa, thì chúng ta sẽ thấy cái sự tranh đấu không phải là giữa trái tim và bộ não, ý thức và vô thức, hoặc là vô minh và trí tuệ, mà chúng ta thấy đây là sự tranh đấu, cuộc chiến đấu giữa cái giấc mơ về sự hiện hữu và cái sự tỉnh giác qua sự trải nghiệm.
mơ hiện hữu, tức là có cái ngã, và một bên là tỉnh thức qua những trải nghiệm thực tế. Khi có trải nghiệm thực tế thì biết đó là năm uẩn nó phát sinh, mà nếu không biết thì lập tức bị năm uẩn đánh lừa, cho nên cứ mơ rằng có sự hiện hữu của ta. Và nếu có sự hiện hữu của ta thì tiếp tục ưa thích rồi là làm mọi cách để mà thủ đắc về ta và sanh ra. Cho nên ở đây thực sự ra đây là cuộc chiến giữa cái giấc mơ về cái ta và cái sự tỉnh thức qua sự trải nghiệm thực tế. Thấy rất rõ năm uẩn kết tạo. But when we go deeper to the heart of the problem, we can see it's not about the dream of existence or awakening from experience, but it's just a simple thing, the battle between the emotion and reason. Nếu nhìn cho kỹ, sâu thăm thẳm hơn nữa, tức là đào tới tận cùng, dưới đáy cùng, chúng ta khơi lên, chúng ta sẽ thấy đây là cuộc chiến đấu giữa cảm xúc và lý luận. Sự nhận thức đúng đắn và sự nhận thức theo cảm xúc. Đây là sự chiến đấu giữa hai cái. Một bên tôi hành xử theo cảm xúc, biết theo cảm xúc, nhận định theo cảm xúc. Và một bên là tôi có suy luận, có tư duy về những hiện tượng, về những sự dính mắc. Một bên là không có tư duy, một bên có tư duy, một bên là cảm xúc, một bên tư duy. Once emotion arises, there's no reason. When the reason arises, there's no emotion. Nếu như chỗ nào có sự cảm xúc thì chỗ đó không có lý luận, không có trí tuệ, không có suy luận, không có tư duy. Chỗ nào có tư duy, có lý luận thì chỗ đó không có sự cảm xúc. So therefore, if we say there is a conflict between the two, the battle between the brain and the heart, with battle between the consciousness and unconsciousness, the battle between the ignorance and wisdom, the battle between the dream of existence and awakening from by experience, we always wrong, because at the heart of the problem there's no conflict, because one emotion exists, there's no reason. One exists, there's existence of the reason, there's no emotion, so there's no conflict. Nếu chúng ta nhìn sâu vào vấn đề bằng tuệ giác, chúng ta sẽ thấy chẳng có cái sự xung đột giữa hai cái. Tại vì hễ có sự xuất hiện của tư duy đúng đắn thì không có cảm xúc. Mà chỗ nào có xuất hiện của cảm xúc, bị nô lệ nơi cảm xúc, thì nơi ấy không hề có tư duy đúng đắn. Cho nên làm gì có mặt cả hai đâu để mà xung đột. Hễ có cái này thì cái kia không có. Nhưng vì chúng ta bị đánh lừa, chúng ta tưởng rằng có sự tranh đấu của cả hai, cho nên chúng ta cố gắng tranh đấu cả hai, hai tay nắm. So the battle here is not just about the brain and the heart. Cho nên những cuộc chiến đấu ở đây không phải là cuộc chiến đấu giữa cái bộ não và cái tâm, mà đây là cuộc chiến đấu giữa cái cảm xúc và sự lý luận. Cuộc chiến đấu ở đây không phải là cuộc chiến đấu giữa cảm xúc và lý luận. Tại vì hai cái đó không bao giờ xuất hiện cùng một lúc. There will be no battle between the two because one exists and another will not. Là sự hoàn toàn hiểu lầm. Bản chất thực của sự xung đột là không có. Toàn là những cái đối tượng mình đặt ra, có cái này có cái kia rồi nó xung đột, mà thực sự nó không có. Hễ cái này có thì cái kia không. So the mind say stop, but the heart say I cannot stop. Thí dụ như cái bộ não nó nói đừng hút thuốc là lý luận, tư duy. Nhưng mà trái tim nó nói hút nó thấy lâng lâng. Cho nên những cảm giác dục lạc đều chạy vào trong cái tim, mà những cái sự suy luận, tư duy đều chạy từ não. Ý chí chạy từ não, mà lệ thuộc cảm xúc đều chạy từ tim. Cho nên đây là hễ cái dòng tư tưởng mà nó chạy lên não thì nó hoàn toàn là lý luận và nó không có cảm xúc. Hễ sử dụng lý trí thì không có cảm xúc. Mà sử dụng cảm xúc thì lý trí thối lui. It operates like the shadow or the darkness.
and the light. When you turn on the light, you see no darkness. And when you turn off the light, you see the darkness. Nó giống như là bóng tối và ánh sáng. Nếu quý vị mở đèn lên thì có ánh sáng. Mà nếu quý vị tắt đèn thì có bóng tối. Không bao giờ có cả hai. Hãy mở đèn lên là có ánh sáng. Like if you have the wisdom, you will not be foolish. Nếu các bạn có tuệ giác thì các bạn sẽ không có ngu. Các bạn có ngu thì không có tuệ giác. Không bao giờ hai cái nó trộn lẫn với nhau. You understand now the conflict. So conflict is not real. It's just a fake conflict. Cho nên sự xung đột thực sự ra không có. Nhưng mà chúng ta cứ lâu nay bào chữa cho những cái ngu của chúng ta bằng cách là vì hai cái nó xung đột. Cho nên tôi phải như thế này, tôi như thế kia. Đó là sự lầm lẫn lớn. Hoặc là sự bào chữa gượng ép, khập khiễng. So in our body, the scientific analysis, or even the Buddha said, the soul, the heart, and the mind. The soul is actually intention. The heart is emotion. And the mind is a combination between the two, trying to harmonize between the two. Thế thì phần là do cái sự hoạt động của não, một phần là do cái sự hoạt động của tim. Hai cái nó tổng kết lại và cuối cùng cái tâm thức nó dàn hòa giữa cả hai để tạo nên một cái khoảng cách gọi là hạnh phúc. Nó làm cho hai cái cân đối. The only thing when you eliminate one part, you have only single part and you have the full happiness. You see all the three circles and at the middle you see the happiness. The happiness is only very small part. Các bạn nhìn thấy ba vòng tròn. Nhưng mà ba cái vòng tròn đó ở chính giữa các bạn nhìn thấy cái chữ hạnh phúc đó, nó bé tí tẹo à. Thấy không? Chữ hạnh phúc bé chút xíu. Một bên đó là bình an, một bên là tình yêu, ở bên dưới là trí tuệ, sự thông minh. Ba cái đó nó gom lại cái hạnh phúc đó, nó bé tí tẹo à. Chút xíu thôi. Thấy không? Nhưng khi nào các bạn tiêu diệt đi một vé thì cái đó nó càng lớn hơn. For instance, if you delete the peace or you delete love from the heart, you immediately have the bigger happiness. Thí dụ như các bạn tiêu diệt đi một vế, chẳng hạn như bỏ cái tâm, bỏ cái tim đi, hoặc là bỏ cái ý định đi, thì cái phần mà hạnh phúc nó lớn ra. Tại vì nó chiếm hữu cái phần lớn hơn. Thấy không? Nó chiếm hữu cái phần lớn hơn. So it all depends on how you see the problem. The problem we have here is emotion, which causes suffering. Cho tới ngày hôm nay, các bạn đều biết sự đau khổ do đâu mà ra rồi. Sự đau khổ vì do sự cảm xúc. Và Đức Phật nói, khoa học cũng nói y như vậy. Qua những bài học 3 tháng rồi, đúc kết lại, chúng ta chỉ có một câu. Con đau khổ vì con cảm xúc. Con phản ứng lại sự cảm xúc. Và khi chúng ta biết như vậy thì cái tâm chúng ta nếu nó có tuệ giác hay không tuệ giác nó sẽ xử lý vấn đề. Và nếu chúng ta bỏ đi cả cái ý định và cái tâm và cái trái tim thì nó chỉ còn lại cái tâm mà gọi là mind đó, cái thì là hoàn toàn nó sử dụng bằng trí tuệ. If you delete soul and heart, you see you have only one circle which is intelligent, we call the mind with intelligence. That the full happiness. Nếu khi nào chúng ta bỏ loại trừ được cái trái tim và cái ý định, tức là cái não hoạt động hai cái, mà chúng ta bỏ hai cái vòng tròn lớn bên trên, thì nó chỉ còn một cái vòng tròn duy nhất, đó là vòng tròn của cái tâm. Và cái tâm trong đó có sự thông minh, tức là có trí tuệ. Có nghĩa là toàn diện nó là hạnh phúc. Hạnh phúc nó chiếm hữu toàn bộ cái tâm. Nó không còn phải chia sẻ với mấy cái kia nữa. So the battle of the battle between the mind and the heart or the emotion or the reason, it's just about the one you know, the one you feel. Cho nên nói cho nhìn kỹ thì cái cuộc chiến đấu gọi là giữa trái tim và bộ não, giữa cái tâm, giữa cái cảm xúc và những sự tư duy,
chẳng qua chỉ là những cái mà bạn biết và những cái bạn cảm giác. Những cái bạn cảm giác và những cái bạn biết, hai cái luôn luôn có sự xung đột. So how do we solve the conflict to achieve the full happiness, the peacefulness? Thế thì làm sao để chúng ta có thể giải quyết những sự xung đột giữa cái trái tim và cái bộ não để rồi đưa tới những sự hài hòa, hạnh phúc? Number one, finding the union, satisfaction in tranquility of the mind and relaxation of the body. It's very simple. Tìm một sự kết hợp hài hòa trong sáng giữa tâm và thân, sự thông dong của thân, xả thả lỏng của thân và sự trong sáng của tâm, hai cái đó kết hợp lại thì nó đưa ra sự kết hợp hài hòa, và đó chính là cái hạnh phúc bền vững. Khi tâm được trong sáng, không bị ô nhiễm, và thân không bị kềm chế, không bị áp lực, thì hai điều kiện đó dẫn tới sự hạnh phúc bền vững. We pretend, under our illusion or delusion, we think there's a conflict between the two. Vì chúng ta mơ mơ màng màng, thiếu trí tuệ, cho nên tưởng rằng có sự xung đột giữa hai, tâm và não. Nhưng thực sự ra nó không có, không hề có sự xung đột giữa tâm và não. Chỗ nào có tâm thì chỗ đó không có não. Chỗ nào có não thì không có tâm. Chỗ nào có sự tư duy thì không có cảm xúc. Chỗ nào có cảm xúc dục lạc thì chỗ đó không có tư duy. When the women and men meet each other, if they show emotion, there's no logic reason exists. Khi người đàn ông và người đàn bà gặp nhau, mà nếu nó vì cảm xúc, mắt nơi tai nơi mũi nó nhìn nó cảm xúc, thì lập tức chẳng có một cái lý luận nào xảy ra giữa cái nam nữ đó hết. Không có một cái lý luận nào hết, toàn hoàn là cảm xúc. Likewise, if the men and women meeting with the logic reason, there will be no emotion. They're very clever. Cho nên nếu người đàn ông và người đàn bà gặp nhau trong cái thí dụ ấy mà hoàn toàn có tư duy, hoàn toàn có suy nghĩ, hoàn toàn có cân đo tính toán, đong đo đếm đàng hoàng, thì sẽ không có cảm xúc. Tại vì các cái sự lý luận nó chiếm hữu hết. Chỉ có một trong hai thôi. Therefore, there is no battle between the two. Cho nên sư khẳng định chẳng có cái cuộc chiến tranh nào giữa hai cái là thân và tâm cả, cái trái tim và cái bộ não cả. We cheat ourselves or find argument cheating ourselves. So we say foolishly that there is a conflict, there is a battle between the two. Bởi vì chúng ta bị năm uẩn đánh lừa trong cuộc chiến này, cho nên chúng ta nói rằng có sự chiến đấu, có sự giằng co giữa cái trái tim và cái bộ não, sự tư duy và sự cảm xúc. Nhưng thực sự đó không hề có sự xung đột nào hết. Because if there is one, there will be no the other. Bởi vì trên nguyên tắc nếu có một cái này thì sẽ không có cái kia. Nếu có sự suy tư đúng đắn thì sẽ không có cảm xúc. Sự suy tư nó sẽ đè, nó sẽ tiêu diệt cảm xúc. Mà nếu sự cảm xúc đầy đủ thì cái sự suy tư nó sẽ không có. Ở đây không có cuộc chiến đấu. There's no fighting between the light and the darkness. Không có cuộc chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng. If there's light, there's no darkness. If there's darkness, no light. Nếu ánh sáng đến thì không có bóng tối. Nếu có bóng tối thì không có ánh sáng. Cho nên không có cuộc chiến đấu cả hai. Rõ ràng như vậy mà chúng ta bị ngũ uẩn đánh lừa. Cho nên nó con đang cố gắng chiến đấu nội tâm. Nội tâm làm gì có chiến đấu, cảm xúc dục lạc thôi, chứ làm gì có cái sự tư duy đâu ở trong đấy, phải không? Cho nên phải hiểu rất rõ. Vậy vì chỗ này mới phát triển được tuệ giác. So at two extremes, on one extreme you have the unconscious expression of emotion. Có hai trạng thái cực đoan. Trạng thái thứ nhất là các bạn diễn tả những cảm xúc đó một cách vô thức. Second, unconscious suppression or repression of the emotion. Và cái trạng thái thứ hai là đè nén những cảm xúc đó một cách vô thức. Cả cái đều vô thức. Diễn tả hoặc là đè nén những cảm xúc đó một cách vô thức. So the middle way is conscious relaxation of the body and tranquility of the mind.
leading to the unshakable mind. Cả hai trạng thái, một trạng thái là phản ứng theo cảm xúc một cách vô thức, và một trạng thái là đè nén những cảm xúc một cách vô thức. Cả hai trạng thái đều là cực đoan và đều dẫn tới khổ đau. Trạng thái thứ ba là trạng thái trung đạo, là luôn luôn thả lỏng toàn thân, đừng có gồng trong lúc ngồi thiền, và luôn luôn làm cho cái tâm trong sáng. Và hai trạng thái giữa thân và tâm hài hòa sẽ dẫn tới cái kết quả là tâm bất động. So the conscious mind take only 10%, subconscious mind take 90%. Những cái gọi là tiềm thức sâu thẳm nó chiếm tới 90%. Tất cả những thông tin, ánh sáng, âm thanh, rung động đều chứa trong cái tiềm thức sâu thẳm đấy. Và những cái phản ứng cảm xúc chỉ có 10% thôi. Trung đạo là thả lỏng toàn thân và tập cho sự trong sáng của tâm, thì đó là trạng thái của Niết Bàn. So through meditation, you master the emotion, you understand the emotion, and you will not react emotionally to the emotion. Nếu các bạn tu tập, các bạn sẽ làm chủ được những sự cảm xúc, và làm chủ được những sự cảm xúc thì không phản ứng lại những sự cảm xúc, và cũng không đè nén nó. So both will give you the conscious relaxation of the body and tranquility of the mind. Và hai cái trạng thái ấy nếu không dính mắc thì nó sẽ đưa tới là thân được an và tâm được trong sáng. Không đè nén mà không phản ứng. So how can you develop the relaxation of the body and tranquility of the mind? Thế thì cách nào các bạn có thể phát triển được cái thả lỏng toàn thân? Là cái thứ nhất. Thứ nhì, thanh tịnh hóa cái tâm. I give you the method already, I give you the tool already, I give you the technique already. Now it's up to you to do it. Sư đã hướng dẫn quý vị cái cách nào để làm cho cái thân nó được thả lỏng và cái tâm nó được trong sáng. Sư đã hướng dẫn quý vị trong những bài trước rồi. Quý vị cứ thực tập từng bước thì quý vị sẽ có tâm trong sáng và cái thân được an. Cho nên ở đây chỉ nói là muốn có sự hạnh phúc, thả lỏng toàn thân và làm cho cái tâm trong sáng. Here if we continue to have the fixation that there's a conflict, unsolvable conflict between the heart and the mind, we are wrong. Nếu chúng ta cứ luôn luôn dính mắc vào trong cái sự suy tư sai lầm, tà kiến rằng luôn luôn có sự xung đột giữa bộ não và cái tâm, là chúng ta đang có tà kiến và như vậy là sai lầm. Because there is no conflict at all. If you have one, you will not have the other. Bởi vì khi các bạn có cái này thì các bạn sẽ không có cái kia, cho nên không có sự xung đột. The five aggregates interact to each other and give you the false impression. Bởi vì năm uẩn nó tương tác và nó đưa tới cái hậu quả làm cho các bạn nhận lầm có sự xung đột, mà thực sự đã không có sự xung đột. Cho nên ở đây thiền hạnh phúc là sự hiểu biết, không đè nén cảm xúc, không phản ứng lại cảm xúc, mà hãy thả lỏng toàn thân và tu tập sự thanh tịnh trong sáng của tâm. Thân được an, tâm được trong sáng thì ở nơi ấy sẽ thấy rất rõ hạnh phúc và không hề có sự can dự, sự xung đột giữa trái tim và bộ não. Toàn là những sự tưởng tượng, tà kiến sai lầm. Hễ chỗ nào có tư duy đúng đắn thì chỗ đó không có cảm xúc. Chỗ nào có cảm xúc dục lạc chiếm hữu thì chỗ đó không có tư duy đúng đắn. Thế thôi.
Và cái nhiệm vụ của quý vị làm sao cho cái thân được an và cái tâm được trong sáng, hạnh phúc trong ngồi thiền, tại vì không có sự tranh chấp giữa cái bộ não và trái tim. Your heart may say, go to sleep, but your mind say, no. If your mind strong enough, it will say, okay, let go. We try to practice meditation. Nếu cái tâm của các bạn nó lôi kéo các bạn đi ngủ đi, mệt rồi, cái mệt đấy là giả tạo vì năm uẩn tác động. Nhưng mà cái trí của các bạn khi nó đã biết rõ, cái tuệ giác nó biết rõ đây là sự tương tác của năm uẩn dẫn tới cái sự buồn ngủ, thì lập tức nó thấy sự sanh tử là hệ trọng và sự tương tác giữa năm uẩn là giả tạo, thì nó tiếp tục nó ngồi và nó sẽ vượt qua những cái khổ nạn giả tạo do sự nhận lầm, do sự tà kiến. Ở đây không có sự xung đột giữa cái bộ não và trái tim, mà hoàn toàn là do năm uẩn tương tác tạo nên những hình ảnh giả tạo ở trong đầu. Chút xíu mà chúng ta đang chống lại cái bản copy ở trong cái não chúng ta mà thôi. Cho nên cái sự ngủ, sự buồn ngủ, sự nhàm chán là những cái pháp sinh ra ở trong não do sự thiếu hiểu biết, do tà kiến. Không hề có sự xung đột là ta phải đi ngủ đi, đừng có ngồi đau lưng quá. Tại vì đây là sự tương tác của năm uẩn, bị đánh lừa của năm uẩn.